Xin chào các bạn, hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cá hú kho tộ. Cá hú thì thịt rất là thơm, rất là ngon. Kho tộ nữa thì rất là tuyệt vời luôn, cá rất là béo béo. Món cá hú kho tộ thì rất là tốn cơm. Và đây là con cá hú nè quý vị. Này thì hôm nay mình kho khoảng nửa con cá hú. Thì gồm có 3 khứa, một cái đuôi và một phần đầu của con cá. Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có cá hú nè, nước mắm, đường, muối, bột nêm, bột ngọt, các cọng hành lá, tỏi, củ hành tím và nước màu. Các nguyên liệu và gia vị thì cũng rất là dễ tìm. Món cá hú thì rất là nhiều ở vùng sông nước miền Tây. Cá sông luôn, cho nên thịt rất là béo và rất là ngon. Và trước tiên thì mình sắc các cọng hành lá nhỏ nhỏ ra luôn nha quý vị. Hành lá thì càng nhiều thì nó càng thơm. Khi mà cá hú kho tộ của mình gần chín thì mình sẽ cho hành lá vào sau cùng. Bây giờ mình sắc nhỏ nhỏ ra sẵn luôn để mình chuẩn bị trước nha quý vị. Và các củ hành tím thì mình cũng băm nhuyễn nhuyễn luôn. Và các tép tỏi cũng vậy nha quý vị. Băm cho nhuyễn luôn để hồi mình phi. Trước khi mà mình làm nước sốt để mình kho cá nha quý vị. Và hôm nay mình chuẩn bị khoảng 100g thịt ba gọi à. Cá hú kho tộ thì phải có thịt ba gọi nữa thì nó đúng bài luôn nha quý vị. Thịt ba gọi thì mình cũng sắc mỏng mỏng ra luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt chảo lên để mình làm nước sốt trước khi mà mình kho cá hú nha quý vị. Mình bỏ mỡ vào, khi nào mỡ nóng lên thì mình sẽ cho củ hành tím với tỏi băm vào để mình phi cho nó thơm. Mình phi cho nó vừa vàng thôi nha quý vị. Rồi mình sẽ cho nước lạnh vào và các gia vị vào. Bây giờ tỏi với củ hành tím cũng đã vàng rồi. Bây giờ mình cho nước vào, cho nước lọc vào để mình làm nước sốt. Rồi sau đó mình sẽ cho các gia vị vào luôn nha quý vị. Thì mình cho khoảng nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột nêm, và nửa muỗng canh muối. Và khoảng nửa muỗng canh bột ngọt. Rồi mình cho nước màu vào luôn. Nước màu thì mình cho khoảng 4 muỗng nước màu. Rồi sau đó mình quậy đều lên nha quý vị. Cá hú kho tộ thì cũng rất là ngon và rất là béo. Món này thì rất là được ưa chuộng trong bữa cơm gia đình và rất là ngon. Thank you.
Rồi sau đó mình sẽ cho 3 trái ớt vào. Có ớt vào cay cay thì nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ mình bắt cái nồi đắt lên. Rồi mình cho cái thịt ba rọi vòng vòng trong cái nồi đắt cho đều đều nghe quý vị. Rồi sau đó mình sẽ để cá hú vào. Rồi bây giờ mình cho các cá hú vào. Cá hú hôm nay của mình thì khoảng 400 g. Cá hú thì thịt rất là béo và rất là ngon. Cá hú thường thì là đa số là cá sông không mà nghe quý vị, không có nuôi cho nên thịt rất là chắc. Và sau đó thì mình sẽ cho nước sốt lên phía trên. Rồi mình bật lửa lên, mình kho. Mình kho khoảng 7 đến 10 phút. Đến khi nào cá hú nó chín. Đó, mình kho cũng khoảng 2-3 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ chở cá hú. Trong cái thời gian kho thì mình cũng chở tới chở lui nghe quý vị, để cho cá hú nó chín đều. Và lửa thì mình cứ để lửa riu riu thôi, để cho cá hú nó chín từ từ và nó thấm các gia vị từ từ. Thì như vậy món cá hú kho tộ của mình nó sẽ rất là đậm đà và rất là ngon. Trong cái thời gian thì kho thì mình cũng cho tới cho lui khoảng 3-4 phút mình chở lần. Tại vì khi mà cá chưa chín thì nó không có bị vỡ, cho nên mình chở tới cho lui không ảnh hưởng gì hết. Đó, sau thời gian kho nè quý vị. Quý vị thấy màu cá nó lên cũng rất là đẹp rồi đó quý vị, nhưng mà chưa có chín nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ chở thêm một lần nữa. Rồi mình kho tiếp thêm cũng khoảng 3-4 phút nữa là cá hú của mình sẽ chín nha quý vị. Món cá hú này rất là bổ cho nên người lớn và trẻ em đều ăn rất tốt cho sức khỏe luôn đó quý vị. Cá hú thì được bán cũng rất là nhiều ở các chợ ở miền Tây. Trong siêu thị thì cũng có bán rất là nhiều luôn á quý vị. Chủ yếu là cá tươi nè. Chưa chín nữa mà quý vị thấy không? Rất là thơm luôn, rất là ngon. Món này mình ăn với cơm trắng nè, với rau rau luộc nè, là tuyệt vời lắm luôn á quý vị. Mình kho tộ mà mình kho trong nồi đất thì nó sẽ rất là ngon nha quý vị. Và cá hú mình đã chín rồi và mình tắt lửa. Sau đó mình sẽ bỏ các hành lá hồi nãy mình đã sắc nhỏ nhỏ ra đó quý vị. Mình sẽ bỏ hết vào luôn. Nếu quý vị muốn ăn cay cay cho nó ngon nữa thì mình bỏ thêm tí tiêu vào nha quý vị. À, bây giờ cận lại nè, cái nồi đất rất là nóng. Khi mà mình tắt lửa rồi thì cái nhiệt của cái nồi đất vẫn giữ rất là lâu. Đó, quý vị thấy không? Cái màu cá rất là đẹp, nhìn rất là ngon và rất là hấp dẫn. Món này làm thì cũng không có mất thời gian của mình nhiều. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thôi là có một món cá hú kho tộ ngon, rất tuyệt vời luôn. Món này dùng trong bữa cơm gia đình nè, là ngon còn gì bằng, quá thơm luôn. Rồi đã thành phẩm rồi đó quý vị, bây giờ mình chuẩn bị dọn ra để dùng thôi. Rồi, kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn
quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn rất nhiều.